Hello anh em nhé. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh một số cái nội dung liên quan đến ắc quy và hệ thống sạc ắc quy nhé. Nó trả lời tất cả những cái câu hỏi mà làm thế nào để chúng ta xác định được là cái máy phát điện nó có sạc bình ắc quy không, hoặc là cái câu hỏi là sử dụng một thời gian thì là nó sẽ bị hết điện bình ắc quy. Cho dù chúng ta thấy là cái bộ sạc thì nó vẫn có điện vô, chúng ta tháo ra kiểm tra thì vẫn thấy có điện, nhưng tại sao mà nó lại hết điện bình ắc quy nhé? Thì mình cũng đang chuẩn bị một số cái dụng cụ để cho em thấy được cái nguyên lý cũng như là một số cái bộ sạc, một số cái thiết bị chúng ta thường gặp ở trên thị trường nhá. Ở đây đầu tiên để xác định được cái ắc quy nó còn tốt hay không ấy, thì chúng ta sẽ cần phải có một cái thiết bị kiểm tra, đó là kiểm tra cái dòng xả của nó. Ở đây thì mình có một con ắc quy này, nó sử dụng khá lâu rồi. Là con này thì thực tế là nó sử dụng từ năm 2016 cơ, tháng 12 2016. Nó cũng mới bỏ ra thôi. Tức là cái con ắc quy này thì không, bản chất của ắc quy nó có cái tuổi thọ do nhà sản xuất là một phần. Tuy nhiên thì trong nó liên quan rất là nhiều đến cái việc mà chúng ta vận hành cũng như chúng ta bảo dưỡng nó. Thế thì nó sẽ có một số cái thiết bị tại sao con ắc quy này nó mới hư thôi. 2016 là anh em thấy bây giờ nó quá là lâu rồi đúng không? Theo thông thường thì chúng ta phải thay nó lâu rồi. Thế đây là mình kiểm tra con ắc quy này nó sống hay chết nhé. Đây là con ắc quy hiện tại chúng ta đo nhé. Là nó sẽ có cái điện là bao nhiêu V ạ? Sẽ đo cho anh em là cái điện áp của cái bình ắc quy này. Chúng ta thấy là điện áp nó vẫn lên được 12,3V. 12,3V thì thông thường chúng ta thấy là những con ắc quy như này thì chúng ta bảo là nó vẫn có điện đúng không? Nhưng thực tế thì nó còn điện hay không? Chúng ta phải nhớ rõ là ắc quy nó có áp nhưng mà nó sẽ không có dòng. Bản chất là nó có áp tại vì các cái điện cực của nó vẫn được thông với nhau. Nó vẫn có điện trở. Nó vẫn được liên kết và nó không bị đứt rời hẳn ra. Nhưng mà nó không có dòng ở đây, bản chất bởi những con điện cực của nó thì hiện tại bây giờ nó đã bị oxy hóa hết rồi, nên là nó sẽ không có điện. Thế thì bây giờ mình sẽ test thử xem là cái dòng xả của nó như thế nào nhé. Ở đây thì mình sẽ có một cái đồng hồ, nó cái đồng hồ vôn, và trong này thì nó sẽ có được một cái điện trở xả tải nhé. Điện trở xả tải chỗ này đó là cái thanh điện trở nhiệt. Nhìn ở đây thì mình thấy là anh em nhìn có thể là thấy nó hơi mờ, để mình sẽ vệ sinh qua cái nhé. Ok, mình đã vệ sinh cho nó nhìn rõ hơn. Chúng ta thấy là trong này nó có một cái đồng hồ này, nó có cái mức điện áp ở đây từ 0 đến 12V. Thông thường chúng ta sẽ xem là nó sẽ có cái điện áp là bao nhiêu vôn nhé. Với cái đồng hồ này, đồng hồ ampere kim thì mình vừa kiểm tra nó lên được 12,12V, 12 mấy ampere. Rồi. Ở đây thì chúng ta thấy là nó có một cái đèn báo ở đây. Với một cái đèn báo như này á, ngay lập tức là cái đồng hồ này có độ sai số, nhưng nó chỉ có một cái đèn nhỏ nhỏ thôi, nó đã sụt áp rồi. Đấy. Và chúng ta nhìn thấy trên màn hình thì nó chưa được 12V. Đấy. Cái này thì nó có sự sai số, tuy nhiên thì mình sẽ cho anh em thấy là với cái đồng hồ này mình kiểm tra như nào. Mình sẽ kiểm tra cái dòng xả của nó. Ở trên đây thì nó có các cái dung lượng bình. Ví dụ chúng ta sẽ có cái bình 300A này, bình 500A này, bình 5 120A này, bình 32 thì 60A. Thì trong cái vạch xanh này là tức là nó còn điện. Nhưng mà khi chúng ta xả tải ấy, là có cái công tắc ở đây. Chúng ta xả tải ấy, thì cái điện áp của nó thì nó phải nằm trong cái khoảng là cái điện áp nó phải còn, tức là nó phải không bị sụt áp nhiều nhá. Và chúng ta thấy là đây, giờ mình sẽ cho anh em thấy là cái dòng tải xả của nó nhá. Mình sẽ có cái dòng tải xả của nó ở đây. Chúng ta thấy là bây giờ hiện tại là chưa có dòng. Mình đang thò đo với cái dòng điện là DC. Mình sẽ chuyển nó về DC và chúng ta sẽ thấy được cái dòng điện của nó. Rồi, mình cho xả tải đây, chúng ta xả tải. Khi chúng ta xả tải cái là cái điện áp nó tụt về còn còn có hơn 1V đúng không? Và cái dòng tải xả ở đây là 23A, con điện cái điện tích cái dung lượng của cái bình ắc quy này nó chính là bình 35A, 35Ah đấy, 35A/giờ. Thế thì bây giờ mình xả tải chỉ có hơn 20A thôi mà điện áp nó tụt về là 2V. Như vậy là cái bình ắc quy này tuy rằng nó còn áp nhưng mà nó không còn sử dụng được nữa nhé. Chính vì thế mà anh em mang đi anh em để ấy, thì là không sử dụng được. Đây là cái cách mà chúng ta sẽ kiểm tra những cái bình ắc quy đó. Và bây giờ mình sẽ thử một con khác nhé. Thì một số anh em hỏi là cái bình ắc quy này có phục hồi được không, thì thực tế là mình thấy là một số anh em bảo là có phục hồi được cái bình ắc quy này, nhưng mình thấy là như thế này này, cái ắc quy này ấy, phục hồi được ấy, là trong cái điều kiện nó bị hết điện bình ắc quy, hoặc là cái bảng cực của nó chưa bị xúc phát hóa nhiều, thì mình mang đi mình bảo dưỡng, mình thay dung dịch hoặc là chúng ta sẽ châm thêm dung dịch vào á, thì là nó sẽ phục hồi được. Chứ còn bản chất mà nó đã hư đến cái mức độ mà mình đã không, nó nở hết rồi, nó mủn cái cực hết rồi, chúng ta có thể đập một cái bình ắc quy ra. Nếu nào mình sẽ đục cho anh em một cái bình ắc quy xem là nó có khắc phục được không đây, hay là nó chỉ là lời đồn thôi.
Bây giờ mình sẽ test một con bình ắc quy khác, và bây giờ mình sẽ xem cho anh em xem là nó bao nhiêu vôn. Rồi, đây mình sẽ test cho anh em xem là cái điện áp của nó hiện tại cái bình này. Nó là 12,8V nhé. Con này sạc nó cũng khả năng là no đến mức bão hòa rồi. Thông thường nó sẽ rơi vào tầm 12,6 đến 12,8V thì con này đã đủ điện nhé. Và bây giờ mình sẽ kẹp vô giống như cái bài vừa rồi, chúng ta sẽ thử xem là cái diện tích của nó bao nhiêu, cái dòng sải của nó bao nhiêu nhé. Rồi bây giờ mình sẽ kẹp cọc dương và cọc âm vô giống như là hồi vừa rồi thôi. Rồi chúng ta sẽ có đầu tiên là có được cái điện áp. Nó cũng lên được 12V nhá. Cái đồng hồ này nó hơi sai một tí, chúng ta có thể chỉnh mình có thể hiệu chỉnh được cái đồng hồ này nó bằng với cái điện áp bình. Bây giờ mình xem cái điện áp thực tế bằng cái đồng hồ điện tử này bao nhiêu vô. Nó đang vẫn là 12,8V và cái con này thì nó hơi sai một tí, mình sẽ chỉnh hơn một chút xíu nhá. Nó có một cái chiết áp, có một ốc của chúng ta có thể chỉnh được cái kim ở đây. Rồi mình sẽ chỉnh về khoảng hơn 12V. Hơn 12V rồi. Và chúng ta sẽ xem cái dòng xả của nó ở đây ạ. Chúng ta sẽ xem cái dòng xả ở đây. Rồi, bữa sau mình sẽ thiết kế cho anh em một cái đồng hồ hiển thị rõ ràng hơn. Ok, và bây giờ mình xả nhé. Chúng ta quan sát là xả lên là 96A. Hôm nay em nhìn kỹ cho cái đồng hồ A này. Chúng ta xả lên là 96A đúng không? 94A. Điện áp nó tụt xuống 10V cho vạch vàng, tức là còn rất là ok nhé. Đây là con bình ắc quy, nó có cái dung tích bình là 45A. 45A sử dụng năm 2022. Sử dụng 2022, anh em nhìn ở đây là vẫn còn 2022 ở đây. Đây cũng còn này, 15 tháng 12 2022, cái bình ắc quy này mới sử dụng, nên là nó vẫn còn sử dụng rất là ok. Đó, thì đây chính là cái cách chúng ta test bình nhá. Chúng ta test bình với cái con này nó xả ở cái mức là 100A này. Và bây giờ mình xả bên này xem nó là dòng bao nhiêu. Dòng bên này cũng là 100A. Nó có công tắc hai chiều, và chúng ta kiểm tra là cái dòng xả của nó 100A và nó sụt xuống có 10V ạ. Nó sụt xuống có 10V trong vạch vàng đây. Chúng ta nhìn thấy là con bình 60A mà trong vạch vàng như này là quá tốt luôn đúng không ạ? Quá tốt luôn, còn nó sụt mút xuống dưới thì là nó hư rồi. Ok, và sẽ tiếp tục mình kiểm tra cho anh em một con bình nữa nhé, xem nó còn sống hay không. Như vậy là đây là cái phương pháp kiểm tra đơn giản nhất. Còn chúng ta có thể là sử dụng bằng cái gì đưa vào máy chúng ta kiểm tra. Đấy, như ta ước lượng được cái thời gian đề, cái dòng xả của cái máy đó, cái củ đề đó là bao nhiêu, và chúng ta cũng ước lượng được. Thông thường thì dòng xả của những cái máy này nó cho phép là gấp đôi đến gấp 3 lần nhé. Chúng ta có thể cho nó xả cái dòng gấp đôi hoặc gấp 3 lần dung tích của cái bình. Ví dụ con này 50A nó có thể xả lên được 100A trong cái vạch vàng này. Đó, thì chúng ta nhìn thấy đây là nó 60A mà nó xả cái dòng đó. Cái bình này thì hết điện rồi, anh em nhìn thấy là nó hết điện rồi đúng không? 9V chắc chắn là hết điện rồi. Hết điện này chưa chắc là bình đã hư, chúng ta cần phải sạc vô. Chúng ta cần sạc vô, sạc no, và mình sẽ quan sát thế nào là chúng ta biết là sạc no. Nó chính là khi mà chúng ta sạc vô cái bình nó có bị sôi nước lên, hoặc là chúng ta sẽ thấy là nó duy trì được ở cái ngưỡng là điện áp 12,8V rồi, nhưng mà nó không xuất điện nhé. Anh em thấy con bình này sao ạ? Nó 9V này, xả phát thì tụt mút luôn này. Đấy, thì con này mình cần phải sạc vô nhé. Chúng ta sạc vô xem mà nó có lên hay không. Đây là cái phương pháp chúng ta kiểm tra bình nhé. Con này cái thì khả năng là nó bị đai rồi. Đấy, điện áp sụt như thế này chắc chắn là chưa đủ cái điều kiện điện, và cho nó sụt lên đủ điện mà nó cũng tụt áp giống như cái bình ắc quy mà hồi nãy mình thử đầu tiên cho anh em ấy. Thì con này này điện thì đủ này đúng không? Chúng ta điện thì đủ, nhưng mà chúng ta xả dòng cái là nó hết đấy, chứ không phải là anh em cứ kiểm tra là anh ơi cái điện bao nhiêu vôn là 12V là đủ rồi, bình no như này không được. Đấy, thế chính là cái nguyên nhân là do cái điện áp của bình ấy, thì nó còn nhưng nó không còn cái dung lượng nhá. Rồi, thế thì bây giờ làm thế nào để chúng ta sạc được cái bình ắc quy như thế? Thì trước mắt ở đây ấy, là mình sẽ có một cái vài cái cục sạc. Sạc này nó sẽ khác. Với ở đây mình cũng sẽ có một cái hệ thống sạc nhé. Hệ thống sạc này sạc chuyên dụng. Mình sạc này là mình sạc nhồi. Mình sạc với cái công suất cực lớn để chúng ta sẽ có được cái kết quả ngay và chúng ta cần dùng làm việc luôn. Cho anh em thấy đây là cái bộ sạc tự chế của mình. Cái bộ sạc này nó có cái dòng sạc lên đến tận 80A cơ. Đấy, toàn bộ là cái thiết bị của Nhật. Ở đây mình cũng đang sạc một cái bình ắc quy, và cái bình này thì cũng gần no rồi. Chúng ta thấy là cái bình nó hơi ấm rồi. Cái dòng sạc của nó hiện tại bây giờ nó không còn vào nữa và đang là khoảng 2,3A nhé. Cho anh em nhìn nó rõ hơn. Nó đang sạc với lại 2,3A. Chúng ta đo ở cái đầu vào ở đây. Cho anh em nhìn đây là nó lên 2,3A. Rồi. Thì với cái dòng như thế này á
thì mình sẽ xem là cái điện áp hiện tại bây giờ nó chưa, và mình kiểm tra xem là khi mà sạc đầy vô thì nó sẽ có cái dòng xả nhiêu nhé. Đấy, chúng ta thấy là cái điện áp lên tận 15V. Cái này nói trước với anh em đây là cái hệ thống sạc nhồi nhé, nó sạc với cái dòng rất là cao và điện áp cũng cao, sạc power, tức là nó sạc với lại công suất lớn. Thì với cái dòng như thế này nó sẽ no rồi, và mình thấy cái bình ắc quy nó cũng ấm lên rồi, và mình ngắt đi. Đấy, tại bây giờ mình sẽ kiểm tra cái dòng xả của con này. Thực tế là cái khả năng giữ điện khi mà chúng ta tắt tải thì nó còn liên quan đến thời gian nữa, nên là chúng ta sẽ giữ cho nó một thời gian chúng ta test thải thì nó ok hơn. Ở điện áp chúng ta thấy nó lên tận 13V đúng không? Đây là cái điện áp vừa bị sạc no, đang vừa sạc rất là no chưa xả nhá. Và mình kiểm tra cái dòng xả của nó này. Đó, nó xuống có 10V đúng không? Có bị cái quy này có 60V. 60A. Và 60A, cái dòng xả của mình đang là 100A nhá. Dòng xả của mình đang là 100A và nó tụt xuống vạch vàng. Như vậy con bình ắc quy này chắc chắn là sử dụng được. Và chúng ta sẽ cần phải test sau khoảng một thời gian, tức là khi mà sạc đầy ấy, thì là nó sẽ có bị giảm không. Nhưng con bình này thì vẫn đang sử dụng rất là ok nhé. Đây là cái phương pháp chúng ta có thể test. Đấy, chúng ta có thể thử cho. Và với cái hệ thống thử xả tải như này ấy, thì mình chỉ test cho nó khoảng tầm 3 giây nhé, 3-5 giây thôi. Chúng ta không test lâu tại vì nó khá là nóng ạ. Cái dòng điện rất là nóng luôn, nó xả ở cái điện trở này. Nóng luôn anh em nhé. Đó. Ok, như vậy là mình đã thử cho anh em rồi. Thế thì bây giờ cái bộ sạc này nó sẽ khác như cái bộ sạc thông thường như thế nào? Đây là một cái hệ thống sạc nhồi, tuyệt đối anh em phải chú ý là cái sạc như thế này á, cái sạc mà nó phục vụ trong cái mục đích là mình kiểm soát được cái thời gian sạc, cũng như là chúng ta phải sử dụng cái đồng hồ đo khi nào là máy đã no rồi, chứ không là nó có thể là làm hư hỏng bình nhé. Một điều rất là quan trọng đó là nhiều anh em là sạc bị phù bình, nổ bình là do sao ạ? Là chúng ta sạc với cái dòng rất là lớn. Thế thì mình cũng chia sẻ luôn với anh em là cái cách để chúng ta có thể sạc được cái bình ắc quy và cái thời gian sạc. Thông thường theo các cái hãng sản xuất ấy, thì nó sẽ sạc cái dòng để cho cái bình ắc quy tốt nhất ấy, thì là nó sẽ duy trì với lại cái thời gian là khoảng 8 đến 10 tiếng, và cái dòng sạc của nó chỉ bằng 1/10 cái dung tích của bình. Ví dụ như chúng ta sạc cho cái bình ắc quy là 100A thì anh em sẽ sạc với cái bình là 10 với cái dòng điện là 10A nhé. Còn cái điện áp của nó thì nó sẽ từ 13V, 13V 8 đến 14V là cái điện áp nó sẽ sạc hơn, là cái điện áp nó sẽ lớn hơn cái điện áp của bình. Chỉ khi nào là điện áp của hệ thống sạc nó lớn hơn điện áp của bình thì nó chảy vô được thôi. Còn chúng ta mà có cái điện áp mà nó thấp hơn thì không thể nào nó vào được trong cái điện áp của bình. Đấy. Và thông thường cái bình nó no bão hòa ở cái ngưỡng là 12,8V, nên là chúng ta sẽ có điện áp cao khoảng 1V nhé. Thế thì chúng ta sẽ sạc vô được trong cái bình đấy. Và khi mà sạc với cái dòng như thế thì anh em chú ý là chúng ta có thể sạc dòng cao hơn. Tuy nhiên thì là cái thời gian sạc chúng ta ngắn hơn và chúng ta kiểm soát nhé. Nhiệt độ rất là quan trọng với lại quá trình sạc. Nếu chúng ta nhiệt độ mà nó lên cao quá, nó sẽ ảnh hưởng đến cái tuổi thọ của bình ắc quy, ảnh hưởng đến cực, và thậm chí là nó sinh nhiệt, sinh khí và nó sẽ bùm nổ. Đấy, chính vì thế mà chúng ta phải kiểm soát chặt chẽ cái đó. Thông thường những cái thiết bị mà sạc tự chế hoặc là những cái sạc bên ngoài thị trường đang bán ấy, nó chỉ có hệ thống diode, không có hệ thống khống chế dòng điện ấy, thì nó có thể dẫn đến cái hiện tượng là không kiểm soát được cái dòng điện và cái điện áp, nên nó rất là nguy hiểm. Và hầu hết những cái thiết bị này thông thường chúng ta sử dụng trong thời gian ngắn và phải là anh em kỹ thuật và canh cái sạc đó thì mới được. Và nó không ứng dụng trong sử dụng trong dân dụng nhé. Không sử dụng trong dân dụng, anh em chú ý là anh em mang cái này đi sử dụng trong dân dụng rất là nguy hiểm luôn. Thế thì nó có những cái sản phẩm sạc như thế nào để chúng ta có thể là mang ra sử dụng dân dụng được. Đó. Chuyên sử dụng cho máy phát điện nhé. Đây là cái sản phẩm chuyên sử dụng cho máy phát điện. Cái con sạc này thì nó giới hạn dòng điện, nó sạc cái dòng nhỏ hơn, chủ yếu là sạc duy trì. Cái loại này người ta gọi là sạc ngâm. Sạc ngâm ạ. Nó sẽ có cái dòng rất là nhỏ. Cái con bình ắc quy 5A này nó có thể sạc cho con bình ắc quy thông thường chúng ta sạc bình 100A thì nếu mà sạc tốt ở cái dòng điện là 10A, nhưng con này có thể sạc cho cái bình khoảng 100 hoặc là 200A thì có sao không ạ? Thì không sao anh em, nó chỉ sạc lâu hơn. Ví dụ chúng ta sạc trong vòng 8 đến 10 tiếng thì nó có thể sạc được 20 tiếng nhá. Thì cái đặc điểm của loại này ấy là nó sẽ có cái điện áp rất là chuẩn. Đây là loại sạc sung, thông thường nó sẽ ra cho mình cái điện áp là 28V. Thông thường nó cho mình ra cái điện 28V. Và nó sẽ có cái điện có cái dòng điện khống chế là 5A nhé. Loại như thế này nó sẽ có cảm biến dòng và nó sẽ khống chế cho mình được là cái dòng điện không bao giờ vượt quá. Chính vì thế mà nó không làm cho nóng bình, sôi bình và phù bình. Đó. Sạc rất là nhiều các loại ắc quy khác nhau, từ lớn hoặc đến nhỏ, chỉ khác nhau về cái dung tích thôi, về cái thời gian sạc thôi anh em nhé. Cái dung tích cái điện dung của bình, cái dung lượng của bình nhé, thì nó sẽ phụ thuộc vào cái thời gian. Ở đây là một con sạc khác của hãng Deepsi, đây là một con sạc của Datacom. Thì hai cái loại này nó cũng khá là thông dụng trên thị trường và cũng được rất nhiều khách hàng sử dụng. Đấy, đây là sạc sung nhé, còn nó sẽ có một loại sạc cơ như này. Sạc cơ này thì nó hoạt động trong cái giải điện áp nó thấp hơn.
Chút xíu nữa mình sẽ test cho anh em sạc như thế nào là nó hoạt động bình thường và như thế nào nó không hoạt động. Ở đây là một con sạc cơ, sạc cơ có điều khiển, sạc cơ điều khiển ở đây nó sử dụng cái tăng phô nhé. Tăng phô ở đây nó chỉ là cái biến cục biến áp thôi, nó chuyển đổi cái điện áp. Cái điện áp mà nó sinh ra ở cái cục tăng phô này nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cái điện áp của bình. Ví dụ con này là sạc 12V thì cái điện áp mà nó ra từ cái cục tăng phô này nó có thể lên đến 30V, và sau đó thì nó sử dụng cái mạch hạ áp qua cái hệ thống điều khiển ở đây. Nó có thể giới hạn được dòng điện nhá. Ví dụ con này thì mình xem thông số. Cái thông số của con này là điện áp vào 220V và nó cho phép mình dao động. Tuy nhiên thì nó không dài, nó không rộng bằng con này. Con này thì nó có thể hoạt động được cả 110V. 110V nó vẫn hoạt động được nhá. Đấy, nó ghi là 220V nhưng mà tin chắc là 110V nó sử dụng được luôn. Vì sạc xung cái giải nó rất là rộng luôn. Ở đây thì nó sẽ có là 200, 230 hoặc 240 thì nó vẫn sử dụng được. Điện áp ra của nó là 12V và 5A tương đương một con này. Với cái hệ thống sạc như thế này thì nó có cái trọng lượng khá là lớn, trọng lượng rất là lớn luôn, nó khoảng hơn 1 kg. Còn con này thì chắc nó chỉ mấy lạng thôi, vì toàn bộ của nó dùng biến áp xung và hiệu suất của nó rất là lớn luôn. Đó, tần số cao, hiệu suất cao. Thì đây là những cái biện pháp nhá. Khả năng cái video này mình sẽ có cái tập 2 để cho anh em được thấy nó rõ ràng hơn, video khá dài. Thế thì những cái con này ấy, thì mình sạc cho cái bình ắc quy từ 50 từ 45 20A chúng ta có sử dụng được lên đến 100A. Còn nếu mà chúng ta sử dụng cái bình mà lớn hơn thì chúng ta có thể sử dụng cái cục sạc đó có cái dung có cái dòng điện lớn hơn một chút xíu nhé, để cái thời gian sạc nếu mà nó hết điện ấy. Thực tế thì mình thấy là cái bình máy phát điện của mình dự phòng ấy, là nó không sử dụng liên tục, không đè liên tục, và chúng ta đè xong một lần nhiều khi là mấy tháng sau chúng ta mới đè thôi. Nên cái thời gian khoảng mấy tháng đấy thì cái hệ thống sạc của mình nó chỉ cần 1 đến 1 ngày thôi. Nếu mà cái bình 100A là với cái sạc 5A thì nó đã sạc của nó rồi. Với một cái điều kiện nữa là cái bình không bao giờ hết kiệt, vì chúng ta đè máy thì nó chỉ sụt một phần năng lượng thôi, không sụt hết. Chính vì thế mà nó phục hồi rất là nhanh, là chỉ trong vòng một vài tiếng thì cái điện áp nó trở lại trạng thái ban đầu. Trong trường hợp mà máy phát điện mà nó bị khó nổ, nó đè rất là lâu thì chúng ta có thể sạc lâu hơn một chút xíu nữa. Và cái chúng ta thấy nữa là trong cái một số cái máy phát điện ấy thì nó có hệ thống sạc sạc nhồi rồi, nó sạc lên 80A là sạc của động cơ thì nó sạc cũng rất là nhanh luôn. Nên là mình sử dụng cái sạc này cũng vừa phải thôi, không cần cái dung tích lớn lắm. Với một số cái trường hợp thì mình sẽ có cái dung tích cái bình ấy, cái động cơ nó không có hệ thống sạc ở trong động cơ thì mình có thể nâng cấp là cục sạc lớn hơn một tí. Thông thường như vậy là mình sẽ tư vấn cho khách hàng xem là cái điều kiện sử dụng thực tế là như nào, và mình sẽ lựa chọn cho cái cục sạc phù hợp. Đó, chính vì thế mà mình sẽ đã có cho anh hai cái loại đầu tiên là cái sạc cơ, sạc nhồi như thế kia, sạc với dòng cực lớn như thế kia, để chúng ta có thể là sạc khi mà chúng ta sửa chữa, ví dụ mình chỉ cần 1-2 tiếng là mình sẽ sạc được. Đó, và cái sạc kia mình mình chuẩn bị sạc cái bình kia xem nó có chạy được không nhá. Và thường xuyên mình đè ở dưới xưởng của mình đè máy thường xuyên, nên test máy thường xuyên nên mình cần phải có một cái cục như thế để chúng ta sạc với cái công suất rất là lớn. Và là thứ hai là sử dụng trong dân dụng thì chúng ta phải cần có một cái cục sạc như thế này, để chúng ta sẽ duy trì của nó cắm điện 24/24, nó tự động nó sạc. Và cũng có một số cái loại ghi là automatic charger tự động sạc, dòng thì có thể là 20-50A loại sạc xung. Nhưng mình thấy là nó không phù hợp lắm để chúng ta sử dụng trong cái máy phát điện ngâm 24/24. Loại đó vẫn là mang tính chất là giống như là cái sạc sạc nhồi kia của mình kia. Đó, tuy nhiên thì cái loại đó thì nó sẽ kiểm soát được cái dòng sạc, ví dụ như là 15-20A, nhưng mà mình ngâm 24/24 thì nó cũng không ổn định bằng những cái loại như thế này, cái dòng nhỏ thôi, không cần quá lớn. Ok, và cái video vừa rồi thì đã phân tích cho anh em 2-3 cái nội dung chính. Đó, thứ nhất là chúng ta kiểm tra được cái bình ắc quy này, chúng ta đừng thay bình ắc quy vội, cũng như chúng ta có nên đi phục hồi bình ắc quy không. Và thứ hai là chúng ta sử dụng cái bộ sạc như thế nào đó để sạc cho cái bình ắc quy của mình. Và cái thứ ba là lựa chọn cái bình ắc quy để chúng ta có thể sử dụng trong các cái thiết bị máy móc của mình nhé. Và mình sẽ kết thúc cái video này. Ngay sau cái video này mình sẽ chia sẻ cho anh em cách kiểm tra cái bộ sạc và làm thế nào biết được cái bộ sạc kia nó hoạt động hay không nhé. Ok, và xin chào, hẹn gặp lại anh em ở tới video tới nhé. Bye bye.